Chênh ta. This is how Cambodian people extract palm juice from sugar palm. This is female flower. Normally, farmer need to use two stick to squeeze between the seed, the fruit here, here, and here. Need to squeeze in here, or here, or here. Squeeze between the small fruit like this. They squeeze around every day, about 5 days. And then they start to make a cut at the tip, like this. And we cut, have some juice drop at the tip like this. It means that this flower could produce palm juice. It's very sweet that people can use it to make brown sugar. They do this, make a cut like this for about 5 days or sometime up to 7 days, and then they can collect the juice, because the juice will drop at the tip like this faster and more when we squeeze longer time. For this is the old flower that people already cut long time ago, and they collect the juice. This is container for keeping palm juice, but this one not much palm juice because I already drink some. So in this palm tree, farmer use like only 3 containers. In this case, this flower just
female flower. For the male palm tree have different kind of flower. So the way that people squeeze is different, and the tool to squeeze also different. So there are two kind of squeezing tool to extract palm juice in Cambodia. I don't know anywhere in the world may have this kind of thing or not. Thank you. This is the male flower. But another tree is, oh, this is the female flower. But another tree nearby is male. The flower are different. But I won't think what the two are on. You're not lying. You're not lying. Keep an eye. Moving eye. I need a tram to get. By tram, yeah. At that tram, you tram loon. Oh, anh nhặt trăm mươi thứ hai anh nhặt đi. Nhóm kèm. Mà chú mua lên trăm, chú mua lên trăm thơ đâu. Thấy. Lên cầu xíu ca. Thì cầu xíu ca đi. Ừ, có đọc liền, đọc liền cầu xíu ca. Cảm đắng. Nhi về. Sưu thơ. Đang láng rồi. Để chật. Cả tên chênh mán, anh thưa tên chênh á, nó không bao giờ. Thì muốn nằm bánh nhìn làng là đọc đám rồi, hôm nay làng cái đám. Của nhà thương kia chứ. Thương kia chứ. Nhi vật. Chanh thì thích thích đấy. Kiếp có mấy gì vậy? Kiếp là vì cho mình trăm tức rồi chanh chuyện. Trăm tức chanh đời. Trăm tức. Trăm tức tí ngay đó mà này. Trăm tức chanh đó thầy nhà trăm ấy. Nhưng trong bàn tức tràn chứ, tràn tức luôn. Tràn tức lũ đồn chạ. Nâng ấy. Lũ đồn chạ là ngày đấy. Ta hỏi được má phải em. Trên tích thì phải em. Trên tràn cầu điểm sâu phải em. Lên được cạch, cạch. Mình không ý. Anh không ý. Trộm gì ạ. Chuyên mà rất là bạn. Lên anh lên lá rồi. Thứ ba lá phùng rồi đó. Anh ấy trăng này. Anh ấy tầm trăng này nắng này. Dạ mưa một trăm một trăm rồi. Một trăm một rồi. Trăm rồi. Nhưng mưa mình khơi trăm ấy. Anh về tiếp một mình khơi được sáu. Sao mình trong ngày một mục. Tại sao mà đây trăm một rồi. Ta nghĩ là sao. Ừ, này kịp bàn ngay bàn đi bàn bạc mục bay được buôn ngay vào ngay nó kịp nó trái vào ngay nhóm thứ tổ về ngay bàn chập đó cũng đặt bờ chmô buôn ngay chứ có buôn ngay trăm tức rồi mô chứ có buôn ngay trăm tức rồi mô đó đấy thứ ba đây mà trả trong nó ập chứ nhỉ. À nó lên chúa muốn làm phung rồi nó cái khâu gì cái phải lương bao anh ở chợ anh làm nhiều ngày anh làm ngày lên tại cái đời ra chua sao mà giá đi nhá anh lên chặt đó anh đi này chẳng ai này anh đi nó cù bia về vậy mà kìa anh tháo bà anh đi thứ ba anh làm lần về chơi nhé mà thứ ba anh chắc là chết anh du. Nên khi nhớ ai ăn lá nghiệp ngài.
Ăn làm ngày làm hơi phiêu ra ngày. Ăn mình kịp tục đập tục phai mùi cô lê. Ăn kịp ăn bà ăn này. Thì có đập đang theo bà anh lên chanh. Đang ai nào đó mấy vụ áp ấy nhá, vừa đang chiếm hay cho chiếm đi thiệt. Hãy bánh cho nó bầm trâu. ខានខ្មុកវាតខានហ្នឹងតាំងតែសូនមិញមកដល់អាកំហុំចិត្តនេះណាតោះរៀងក្បត់មុតណាខ្ញុំមិនចិត្តឆាវអត់មានមានគាត់ឯងដែរអត់មុតទេតើវារៀងវិញនេះនាមគៀបនេះទីទីនេះដែរឥឡូវខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំគៀបទុកមកផ្លែពីនៅគល់អត់ទេផ្ទះផ្ទះស្រង់ហើយជាមកទឹកហេវ.